Đó, dàn máy để lâu quá. Nãy nó tự nó hư. Lâu nó không chạy. Lấy một cuộn băng cho nó hoạt động. Quay này chỉ sợ bị bản quyền, nó bị bản quyền nó sẽ cắt video, có khi mất tiếng, có khi mất hình. Băng ca nhạc ngày xưa thì rất là hay.